đây? Em. Rồi. À, Pháp xâm lược Việt Nam cầm là do gì? Nhất thì Việt Nam là một gia có rất nhiều nguồn tài nguyên, nguồn nhân công và có vị trí để thuận lợi, cho nên là câu 1 là gì? Trả ba câu A, B, C đều đúng. Rồi, nhất. Thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp mở đầu công cuộc xâm lược nước ta kéo dài gần 30 năm. Rồi, và ở Đà Nẵng, quân dân nhà Nguyễn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đột nhập bài bước vào Đà Nẵng, đúng không? Đà Nẵng. Và tại Đà Nẵng thì quân ta đã thua và quân giải đã chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Nam Kỳ và những năm 1860-62. Rồi, nhân dân khởi nghĩa nhất là gì? À, khởi nghĩa của Trương Đình biết danh hiệu gì không? Bình Tây Đại Nguyên Nguyên Soái là cái nhất. Cái hai, Nguyễn Trung Trần Thọ Bùng Tân là câu gì? Bao giờ mới hết người Việt Nam gì? Bao giờ hết gì? Bao giờ người Tây nhổ hết bỏ nước Nam thì mới hết thì người Nam đánh Tây. Rồi, đó là ở miền Đông Nam Nam Kỳ. Rồi, một cái điểm nữa, ở khu vực miền Tây Nam Kỳ là điểm của Nguyễn Hữu Hưng. À, ông khởi nghĩa ở khu vực vùng Gia Định, về sau ông rút về vùng Mỹ Tho chiến đấu và ông đã bị giặc bắt 2 lần. Và lần 2 ông giặc bắt và lúc bị hành hình thì ông còn ông Dung làm có bị hành hình ở vùng Mỹ Tho năm 1770-75. Rồi, thứ nhất, thứ cái tiếp theo đó là Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, các bạn nhớ thầy nha. Rồi, lần nhất là do đây. Do nhất là gì? À, do giải quyết vụ Đuy Phi, cho nên là Pháp quyết định là gì? Đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Và lần này tổng đốc Hà Nội lần nhất đó chính là gì? Tổng đốc Nguyễn Tri Phương nha. Lần nhất là Nguyễn Tri Phương. Tổng đốc lần hai là Hoàng. Hà Nội. Và trong cái trận đó thì quân Pháp đã chiếm được các tỉnh đồng bằng Bắc Bắc Kỳ và nhân dân đã nổi dậy đấu tranh, trong đó có trận cầu. Còn cái lần nhất là quân của Gác Địa bị sát hại gần hết trong dưới sự quân của của Hoàng Cá Viên kết hợp với quân Cờ Đen của Lưu Phúc đánh bại quân Pháp cho các nhân viên ở trận cầu nhé. Lần thứ nhất vào ngày 1873. Và sau trận đấu ngày 873 thì năm 1874 thì có một trận đánh lớn ở nước là gì đây? Ở nghĩa kể do Trần Tấn và Đặng Như Mai khởi nghĩa ở vùng Nghệ Tĩnh. Đó, đó có hơi mà thêm nữa qua ha. Rồi lần hai ngày 1883. Do gì cần cái nguồn, lý do gì ở Bắc Kỳ là có nguồn mỏ than rồi. Rồi ra, cái này là Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai, cái này khăn đá là lần thứ hai. Rồi, và cuối cùng là gì? Và cái trận cầu biết là thứ hai là gì? Chính là gì không? Chứng tỏ là gì? Quyết tâm tiêu diệt giặc của quân dân. Quân dân ta tuy nhiên thì Huế lại chủ trương thương lượng và phải dòng Pháp kẻ rút quân, tuy nhiên Pháp lại không quân vậy. Và cuối cùng gì? Hiệp ước Hát Lăng 1883 là gì? Pháp giữ quyền bảo hộ khu vực vùng Bắc Kỳ và quyền trị trao đổi địa giới với nhau. Và tinh thần là đầu là của quân Nam Kỳ, sau này cho chung
chu kỳ là hiệp bước tháng phát mặt rồi hiệp quốc Patanos thì như vậy. Hiệp Patanos là gì? Chúng ta là gì? Nước ta là một, nước ta không còn đồng bằng và nhà nghỉ nữa, và hay đó là gì? Nước gì? Nước thuộc địa nữa không? Không. Yeah. Rồi và sau và dẫn đến sự gì gì thì a phòng a tám trọng tâm là sự kiện cái gì buộc phản công của Thái Tổ Kiến ở Kinh Thành, Kinh Thành là Huế. Rồi Thái Tổ Kiến ở Huế do tôn nước lãnh lãnh đạo muốn gì, muốn đánh bại Pháp để gì, để giành lại chủ quyền của nước ta khi có điều kiện. Và lúc này là Pháp sao? Pháp thấy được ông thấy được ý định của Phan Chu Chiến là gì, Pháp trình gì là phải tìm cách để tiêu diệt được Phan Chu Chiến. Đó là quả sắc của gì của ông bị thất thất bại và phong trào Cầm Vương đã diễn ra. Còn Cầm Vương là gì, Cầm Vương là gì, nghĩa là kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân tiến hành gì giúp quân tướng quân nước. Cầm Vương nghĩa là gì? Phò vua cứu nước. Mình có hai giai đoạn, nhớ ha, hai đoạn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thứ hai. Rồi phần thứ nhất là hơi nghĩa của thời nghĩa quân khi vũ phan đình cùng bà cao cao nắm diễn ra trong mười năm tám trăm sáu. Rồi nghĩa là gì? Thanh cùng bà cao. Rồi sao tháng diễn ra ở bốn tỉnh là tỉnh gì con? Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, và các bạn đọc theo bên trong phần thì nó có rất là rõ. Thời gian diễn ra là 10 năm, diễn hoạt động 4 tỉnh, phương thức tác chiến, nhạc du kích, phương thức đấu tranh linh hoạt công phú, diễn quân đọc súng trường, diễn quân đã có sự nhà nghé với 15 hướng. Rồi, như vậy thì về cái tố công là gì? Mà kinh quốc gia chúng ta là gì? Tại vì lãnh đạo của phong trào Cầm Vương này cái này tầng lớp cũ thì lớp theo xuống không khí sĩ của văn văn thân và chúng ta là gì đường lối hướng nước theo từ khi nào lỗi rồi là nghĩa là đang tạo gì đường lối hướng nước mới nước mới là cái bộ. Thank you.